game mới nhá. Đang cày con skin này mà đang rework nó hơi giảm mà không sao. Skin này vẫn ngon anh em ạ. Một nick vẫn kiếm được tầm cỡ 1.500, 1.300, 1.500 gì đó. Mình thì theo là hai tựa game, một là con DND này. DND này thì mình x hơi bị to rồi. Đấy. 8,8 đô, 8,6 đô. Và một tựa game khác mình mới tìm cho anh em là cái con AP War này. Con này cũng lên coi cô rồi, nhưng mà con này lâu rồi chắc chưa cập nhật. Mọi người lên coi cái câu tìm nhé, có con chắc đấy, có con chắc này. Con này thì đỉnh của nó cao phết đấy. Nói chung là theo trend thôi, mình đánh theo trend thôi anh em ạ, cứ theo trend mà đánh. Nhiều game đội mùa sống dậy lắm, đỉnh của nó tận 1,2 mà ác nhỉ. À, anh em mình đang nhú lên này, đang nhú lên này. Anh em mình đang nhú lên thôi, nên là cứ an tâm, 0,1 là được x10 rồi. Nhưng mà đang nhú lên. Cái này là nó ở bên vơ 1 nhá. Anh em nhá, ở bên vơ 1 nhá. Mọi người có thể mua qua Pool Coin hoặc là vào cái Wanling, mình sẽ để link ở dưới. Nói chung là mình theo trend thôi, anh em mình cứ vào thì x2 là chốt nhá, x2 là chốt gốc. Quan điểm của mình là cứ x2 chốt gốc, hồi gốc áp tính sau, gồng lại sau. Mà đã vào rồi thì anh em nên đi siêu bên nước ngoài, bên Philippines, bên Malaysia. Đây mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái tựa game này. Nó mới ra Play Tour thôi. Đây, The Battle for APR. Nói chung là mình sẽ dùng, tức là mình sẽ có cái đồng gọi là đồng WG, W Gold đấy, W Gold đấy. Mình sẽ mua những cái lính anh em ạ, mình sẽ mua những cái lính ở đây, ở đây là nó có phải có những lính này, tay ở một, tay ở hai, tay ở ba, tay ở bốn này đấy. Mình sẽ có lợi, mình sẽ thu thập những cái gọi là những cái item nhá. Đấy, con bot này của nó là 1,3, 1,7 triệu W Gold cơ. Đây mình sẽ tiếp tục này, mình vào đây app nhá, go to app này, đây app này, đây này. Thì ở đây mình nó sẽ có nhiều cái thể loại cho mình chọn. Đây, đây là sẽ cái giá của cái tier 1 này. Đây là nó mình farm ra được lính và dùng lính đấy mình có thể bán đi, bán lính, mình có thể bán lính, tại vì dùng cái lính này để đi đánh nhau là sẽ cần để đánh 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 bot, mà đánh bot thì mình sẽ kiếm được cái W gold đấy. Đây, đây là những cái giá của các con lính nha. Cái này mình sẽ farm được bằng đồng W Gold. Mình farm ở đâu? Đây, đây là mình ở đây có chợ này, Black Market này. Ở đây nó có chợ mua bán này. Anh em có thể vào đây mua để nhưng tốt nhất là mình không nên mua, mình có thể mình farm, farm được nhá. Farm để đánh được, mấy anh em mới nên farm và tính tính lợi nhuận nhá. Đây, mọi người vào farm này. Thì ở đây có phần chết này, mình có thể chết swap ở tiếp ở trên này. Liquidity của nó cũng to phết đấy, không, không không bé đâu, cũng 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 phải tầm 10 20 20 20% đấy. Ở đây là có cái gold mine này đấy, ở đây có ai có APR này, đây tính APR này đấy, 1.000 đô của này là sẽ được tầm 613 này, một ngày là 1,1% đấy, cũng ngon đấy. Đây là farm LP, đây là farm LP, cái này là không mất phí, mất phí, mà cái kia farm mấy kia là phải mất phí nhá. Đây là mình farm để mình kiếm được những cái lính đây, nhìn lính không, mình để vào mình farm, mình lấy được cái lính này mình có thể đi bán và đi đánh nhau để kiếm tiền nhá. Đấy. Mọi người có thể tự chọn cho mình những cái pool phù hợp đấy, nhưng mà không nên vào nhiều vào ít thôi nhá. Xác định là mình đầu tư là mình phải có lãi, mà nó có lãi là mình phải tính toán nhé. Đấy, tựa game này là nó chung mà các là bé, khả năng nó được FOMO, đang nó đang ở nó đang lọt top của ra 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 rồi, nên là lên top thì cũng nhanh thôi.
Đấy. Ở đây là đấy. Farm được và ra luôn con này để đánh nhau. Earn được bao nhiêu đây? Nó là những cái đồng NFT. Mình farm ra đồng NFT mình đi đánh nhau mình ấy nhá. Đây lưu ý đây là dùng dùng W Gold nhá. Pool của nó không nhiều tại vì là cái này nó cao nên anh em vào ít thôi, là vào ít là mình cũng ra được rất là nhiều rồi. Đấy. Dễ mà. Đấy, anh em có thể tự chọn được nhé. Đấy. Hoặc là anh em có thể là nhưng dùng cái đồng những cái đồng LFT này để anh em có thể là stake để kiếm đã lưu gold. Đấy, nhìn chung là nó cũng rất là hay. Đây là black market rồi. Không có gì ạ. Đấy, đánh nhau này, 10% này. Đánh với nhau. Nói chung là mình thấy em này cũng khá là hay, ổn, có thể đầu tư. Anh em vào vốn mạo hiểm nhé, và x2 là chốt gốc, anh em nhớ phải x2 là chốt gốc nhé. Đây, đó này, dùng quân đội để đánh nhau và để kiếm W gold, đánh bot này để ra W gold này. Đấy. Tạm thời giới thiệu cho anh một con như thế đã.